Chào các bạn, như các bạn cũng biết thì Vsmart đã rút lui khỏi thị trường điện thoại. Tuy nhiên trước khi rút lui khỏi thị trường điện thoại thì bác Vượng có bán cho anh em nhân viên của Vin cái điện thoại Vsmart này với giá giảm tới 60%. Tức là cái con Vsmart Aris bản 8128GB mình đang có trên tay đây. Mình đã nhờ bạn mình mua ở nội bộ của Vsmart với giá chỉ 2.670.000 thôi. Thì hôm nay sau nhiều ngày chờ đợi thì mình đã nhận được chiếc Vsmart Aris phiên bản 8128 màu xanh lục bảo, và sản phẩm là nguyên siêu. Theo như thông tin mình biết thì sản phẩm sẽ được bảo hành chính hãng 18 tháng, lỗi đổi mới trong vòng 101 ngày. Đây, Aris phiên bản với bộ nhớ cực khủng, bộ nhớ RAM lên tới 8GB. Với trong là 128GB. Với cái mức giá là 2.670.000 đấy thì 2.676.000 thì thực sự là một cái mức giá là rất là hấp dẫn. Để chúng ta có thể sở hữu được một chiếc điện thoại có thể gọi là siêu phẩm của Vsmart tại thời điểm hiện tại sau con Aris Pro. Thì Aris này và Aris Pro nó chỉ khác nhau về cái cam trước thôi. Aris Pro thì sẽ là cam ẩn. Thế thì ở đây mình đã nhận được cái chiếc Vsmart Aris bản 8128 này. Thì mình sẽ trước tiên thì mình sẽ check bảo hành trước, thì xem là cái thông tin bảo hành như nào. Mình có kiểm tra cái thông tin bảo hành thì như ở trên website của Thế Giới Di Động có nói thì là cái điện thoại này sẽ tự động kích hoạt bảo hành khi chúng ta vào cài đặt và kết nối với Internet. Nó sẽ kích hoạt bảo hành sau khoảng 4 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên thì ở đây mình sẽ check thử luôn. Ở đây mình sẽ vào một trang web support.vsmart.net. Và ở đây là tra cứu thông tin máy. Mình đã nhập sẵn cái email của cái chiếc Vsmart này rồi. Đây. Thì nó sẽ ra thông tin là điện thoại Vsmart 8128 lục cực quang, số email đây. Chưa có thông tin bảo hành bởi vì là mình chưa bóc ra. Bây giờ mình sẽ khui hộp cái con Aris này để xem là nó sẽ như thế nào. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp chiếc Vsmart Aris trên tay mình đây. Sản phẩm vẫn còn nguyên siêu ở đây. Mình sẽ mở hộp sản phẩm này. Chúng ta sẽ nhìn thấy ngay một chiếc điện thoại. Ở trong này thì sẽ là một cái que chọc sim này, một cái ốp lưng trong suốt này, một miếng dán màn hình chống virus luôn, khóa hay, hướng dẫn sử dụng. Ok. Và đây chính là chiếc điện thoại Vsmart Aris phiên bản 8128 màu xanh lục cực quang. Đi kèm với nó là còn có một củ sạc công suất là 18W, maximum là 18W. Đây, các bạn có thể nhìn thấy. Đây là củ sạc đi kèm với cái con Aris này. Và tất nhiên không thể thiếu đấy là một chiếc dây sạc. Dây sạc Type-C các bạn nhé. Đây. Ok, không có tai nghe. Phụ kiện của nó chỉ có như vậy thôi. Còn cái nịt. Còn đúng cái nịt thôi. Và đây chính là chiếc Vsmart Aris. Mình sẽ bóc siêu cái này ra. Ok này. Nhận xét qua một chút thì chiếc Vsmart Aris này thì nó được thiết kế khá là chỉnh chu. Đấy, các góc cạnh được thiết kế khá là chỉnh chu. Cái vân tay của nó thì sẽ được tích hợp luôn ở trên cái phím nguồn này. Đây. Đã, camera của nó thì nó có đã, camera của nó thì cam trước là 20MP, cam sau là 64MP, một cam 64MP, hai cam 8MP và một cam 20MP. Về thông số của camera thì cũng khá là ổn. Đây là đèn flash, số IMEI, logo Vsmart, khiến tăng giảm âm lượng.
Nó có chân cắm tai nghe chuẩn 3.5, chân cắm sạc Type-C. Đây là cái điện SIM và mình sẽ bật nguồn lên. Về Smart. Về tổng quan về thiết kế thì cũng khá là ổn cho một chiếc máy với cấu hình RAM 8GB, bộ nhớ 128GB. Mức giá đang bán cho nhân viên là 2.676.000. Quá ổn. Đây là giao diện của chiếc V-Smart. Đây, nó vừa có một cái pop-up là để kích hoạt bảo hành thì các bạn sẽ phải kết nối với cả mạng Wi-Fi để kích hoạt bảo hành cái thiết bị này. Nó đã kết nối với cả đồng bộ với cả server. Đây, đây là giao diện chính là giao diện của chiếc V-Smart Aris. Phiên bản ở đây mình đã có phiên bản 8.128. Đây. Thế tức là đây là những cái ứng dụng mặc định của máy. Các bạn có thể vào ứng dụng V-Smart để các bạn có thể kiểm tra bảo hành. Này. Nó sử dụng hệ điều hành Android cho nên là các bạn sử dụng rất là dễ dàng. Đấy, các bạn chỉ cần đăng nhập vào cái chọn CH Play. Khi mà các bạn khởi động lên thì nó sẽ yêu cầu cập nhật. Đây có Wi-Fi rồi đấy. Wi-Fi không có mạng. Về cơ bản thì sau khi nhận chiếc Aris Pro này, đây, các bạn sẽ nhìn thấy đây. Đây, nó sẽ pop-up lên một cái pop-up là kích hoạt bảo hành. Thiết bị này sẽ được bảo hành 18 tháng. Đã. Kích hoạt qua Internet này. Rồi, mình sẽ kích hoạt bảo hành sau. Về cơ bản thì với cái cấu hình bộ nhớ RAM 8GB, bộ nhớ ROM 128GB với mức giá là 2.676.000 là một mức giá khá hời, quá là hời luôn để cho các bạn có thể trải nghiệm được chiếc điện thoại Mi Việt Nam. Đây có thể nói là một trong những chiếc điện thoại V-Smart ở những cái lô sản xuất cuối cùng, bởi vì Vin đã dừng sản xuất điện thoại V-Smart rồi. Cái mặt sau của chiếc V-Smart này cho cảm giác cầm cũng khá là thích ạ. Mình rất thích cái vân tay tích hợp với cả phím nguồn ở đây, rất là tiện, nó không bị lỗi mốt theo cái kiểu vân tay ở mặt sau này. Vân tay mặt sau thì cho cảm giác cái điện thoại nó không có giá trị nhiều lắm. Những cái model rẻ tiền thì thường là người ta sử dụng vân tay mặt sau. Tuy nhiên tích hợp với cả cái phím nguồn này cho cái cảm giác sử dụng vân tay cũng rất là dễ. Đấy, các bạn sử dụng vân tay cũng khá là dễ. Và ngoài ra thì cũng rất là tiện. Khi các bạn bấm phím nguồn cái thì đồng thời là các bạn có thể mở được máy luôn rồi. Ngoài cái vân tay thì các bạn có thể sử dụng được những cái cách bảo mật khác, ví dụ như là khuôn mặt hoặc là mã pin, thì các bạn có thể là vọc thêm ở trên cái điện thoại Aris này. Thì ở video này thì mình chỉ mở hộp cái điện thoại mà mình đặt ở trên nội bộ của Vin, mà cái tài khoản này thì bán cho nhân viên của Vin và mình đã nhờ bạn mình đặt giúp một chiếc điện thoại Aris này thì mức giá khá là tốt. Hôm nay mình đã được cầm nó trên tay. Về thiết kế thì mình nói lại là thiết kế của nó cũng khá là đẹp và chắc chắn, cảm giác cầm rất là thích. Full Việt. Ok, các bạn nghĩ sao về chiếc V-Smart Aris phiên bản 8128 với mức giá chỉ 2.676.000? Thì các bạn nghĩ sao về cái mức giá này? Hãy comment lại thì cho chúng tôi ở dưới video này. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.